Em tên là Bùi Đức Anh, em là học sinh khóa 2004 của thầy Vũ Tuấn Minh. Trong kỳ thi đại học năm nay, em may mắn đạt được thủ khoa khối B toàn quốc với tổng số điểm cả 3 môn đó là 29,35. Trong đó môn toán em được 9,6, môn hóa em được 9,15 và môn sinh em được 10 điểm. 2004 là khóa đầu tiên chịu ảnh hưởng 3 năm liền bởi dịch Covid, thì nó đã gây ra những khó khăn cho các bạn học sinh, đó chính là các bạn ấy bị mất phương hướng, bị mất tập trung. Và đối với những bạn học sinh có ý thức tự giác kém thì các bạn ấy sẽ rất là dễ bị hỏng kiến thức. Khi em xác định được thi khối B, em muốn tìm một lớp hóa chất lượng cao, dạy chắc phần nền tảng và chia dạng kỹ phần vận dụng cao, thì em được bạn bè giới thiệu cho học lớp của thầy mình. Trong những buổi học đầu tiên, em thấy phần lý thuyết thầy dạy rất là dễ hiểu, phần bài tập thầy chia dạng rất là chi tiết và cặn kẽ, và thầy có những phương pháp rất là hay và độc đáo. Đặc biệt là phong cách dạy của thầy rất hợp với những bạn có mục tiêu cao như em. Vì vậy em quyết định theo học thầy từ năm lớp 11 và cuối cùng thì em đạt được 9,15 hóa như bây giờ. Em có hơi tiếc một xíu vì là không mang về được điểm 10 hóa để tặng thầy ạ. Có bốn điều gây ấn tượng với em kể khi học lớp thầy Minh. Thứ nhất đó chính là những phương pháp hay và độc đáo. Thứ hai đó là những bài giảng tận tâm và chi tiết. Thứ ba đó là đội ngũ trợ giảng nhiệt tình. Và thứ tư đó chính là một kho tàng tài liệu hay và khó của thầy. Trong đó em ít nhất đó là về tài liệu của thầy. Tài liệu của thầy rất là hay và phong phú. Nhưng đỉnh nhất vẫn là ngân hàng đề thi cùng với hàng trăm đề mà đề nào cũng có giải chi tiết. Đặc biệt là những câu vận dụng, vận dụng cao rất phù hợp với những học sinh có mục tiêu điểm cao như em ạ. Về phong cách dạy thì thầy có những cách dạy rất là hay, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đa số học sinh. Đặc biệt là trong quá trình dạy thì thầy rất là thoải mái và rất là thu hút những các bạn học sinh theo học thầy. Cuối cùng là đội ngũ trợ giảng siêu đỉnh của thầy. Em thấy anh chị nào cũng từng là học sinh giỏi và hiện giờ thầy đang là sinh viên của những trường top. Các anh chị rất là nhiệt tình và chu đáo. Đặc biệt là nhìn vào thành tích của anh chị đã đạt được thì em có thêm một động lực để mình cố gắng để đạt được những thành tích cao hơn ạ. Trong tất cả những phương pháp dạy hóa của thầy Minh thì em tâm đắc nhất đó là phương pháp tìm đường phân 245, 248, có thể tìm được hầu hết tất cả các loại đường phân. Và thêm nữa đó là phương pháp học nhanh lý thuyết của thầy ạ. Theo em, đề liệu trên lớp của thầy Minh thì giống tầm từ 70 đến 70% so với đề thi thật. Và đặc biệt đó là về câu điện phân thì ngay từ đầu năm là thầy đã nhắc bọn em là phải học kỹ phần điện phân. Và chính vì thế nên là em mới làm được câu điện phân trong đề thi năm nay ạ. Nếu có ba từ để miêu tả về giáo viên dạy hóa của em thì em sẽ dùng đó chính là vui vẻ, nhiệt tình và chi tiết ạ. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những sự nỗ lực và cố gắng của thầy Minh, và nhờ có những bài giảng rất là hay, lý thú và chi tiết của thầy thì đã giúp em đạt được thành công như ngày hôm nay ạ. Đôi lời gửi đến các bạn khóa sau đó là các bạn hãy xác định được mục tiêu của mình và các bạn hãy theo đuổi nó lên cùng. Và đặc biệt là với những bạn nào có ý định học hóa thì lời khuyên đó là các bạn hãy theo học khóa thầy Minh, vì thầy Minh sẽ không làm các bạn thất vọng đâu.